Hello, xin chào các bạn nha. Bạn đang xem cái video của kênh Thi Phạm của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn á là ở một cái trạm biến áp á, nó có những cái thiết bị cơ bản nào nha. Bạn đây, thì đây hiện tại mình đang ở một cái trạm gọi là 750 nha. KVA thì trạm này là hiện tại á và nó đang đặt ở dưới. Bạn đặt ở dưới không? Ở dưới đó. Cho nên á là thấy nó có rào lưới xung quanh mà ha. Rào 40 nè. Bê mua xung quanh không? Nào. Để an toàn nha bạn. Thì ở kia nó sẽ có một bảng gọi là nguy hiểm nha bạn. Con hồ điện giật này đó, đây tủ này. Đó. Đối với những cái trạm áp mà treo á, treo trên cao thì người ta sẽ không có làm lưới đất nhiều nha bạn, nó chỉ là một cái rào chắn nhỏ thôi. Còn đối với trạm đặt dưới đất á thì để hạn chế như là người qua hay là súc vật hay con gì nó chạy vào gây nguy hiểm á, cho nên phải làm lưới 40 thế này. Đây là trạm áp này. Thì cái trạm mình hiện tại nó đang biến đổi từ điện áp cao thế là 22kV xuống là 380V nha bạn. Sử dụng công nghiệp nha, ba pha. Đây. Thì bạn đây bạn, đây là cái đường lây lên này là cái điện áp cao thế nó chạy vô nè, nó sẽ cầu qua. Bạn bởi vì thấy hai trụ không? Hai trụ bởi vì mình dùng hai trạm áp cho nên nó hai trụ, còn bình thường nó chỉ có nếu mà một trạm áp á thì nó chỉ có một trụ thôi nha. Đây mà thấy lúc mà lên á thì nó sẽ có một cái gọi là xứ cách ly à, cách ly này mình lấy chỗ này cho ngồi đằng nguồn như vậy nha. Đây xứ cách ly bạn, đây này xứ cách ly nè. Đó thì qua xứ cách ly xong á thì mình xuống một cái van chống xét mà van chống xét đây này, là van chống xét này. Đó thì van này nó sẽ cái dụng là chống xét lan truyền cho đường dây nha bạn nha, chống xét lan truyền cho đường dây nha. Thì mình thấy nó có một dây không, dây bằng dây cáp á, kẽm hay sắt gì đó đây này, người vô à, nấu ở bên con giá bên cái van này đó. Thì khi mà xét đánh một cái á, là nó sẽ chuyển cái dòng điện á vô qua cái cổng xét này này, chạy cáp này chạy xuống mãi xuống dưới đây. Thì dưới cái trạm này người ta có một làm như bạn, có làm một cái cọc tiếp địa nha, để chống xét các bạn, chống dòng rò luôn nha. Là riêng trạm này bạn thấy nè, trạm áp này bạn thấy không, nó có một dây kẽm dây cáp này chạy này qua đây này, nó đen đen này, nó nằm thẳng xuống đất này, nó mình gần bạn xem này. Rồi mình đi hơi rung tí nha, đây thấy không, đó nằm thẳng dưới đây này là liên kết có một cọc cái bìa gì đó luôn. Rồi các bạn nãy như mình nói thì có van không, van này còn một van này, van chống xét này xuống này, đây là FCO này, là gọi là cầu trì tự rơi nè. Đó thì cầu trì tự rơi này á thì có nhiệm vụ là khi mà có sự cố về ngắn mạch hay là về quá tải lớn á thì nó sẽ đứt cầu trì này nè, nó tự bung ra luôn. Và khi mà đóng lại cầu trì này á thì phải nhờ bên điện lực nha bạn, gọi điện lực tới mới xử lý nha, chứ không phải mình không xử lý được đâu. Đó mình liếc ra coi hơi ồn tí rồi. Đó. Tiếp theo là xuống mà thấy nó một đường cong á, đây nó có một cái sức cách điện ở này và hạn chế sức cách điện nhất hạn, cái sức cách điện này nhiệm vụ á, hạn chế nó với cái pha từng pha với nhau và từng vào cái dây điện đó với cái mà thấy thanh sắt không, thanh sắt ngang qua không, nếu mà mình không có trụ sứ thì đôi khi nó sẽ nhiễm điện qua cái thanh sắt đó dẫn đến tình trạng mà nguy cơ về điện rất cao mà sự cố cao nha. Đó rồi từ đó xong rồi những qua hai thiết bị, thứ nhất là ba thiết bị chứ, xứ cách điện là một nè, thứ hai là van chống xét nè, tiếp theo là tới thứ ba là cái cầu trì tự rơi này, FCO này, rồi mới vào cái trạm biến áp nha các bạn. Thì từ trong trạm biến áp này nó sẽ biến đổi theo bạn nào mà học về trạm về cái máy biến áp á, biến thế á, thì bạn sẽ biết là nó sẽ là có một cuộn sơ cấp và thứ cấp, từ cuộn sơ cấp thứ cấp nó sẽ biến đổi bằng cái cuộn dây đó, nó sẽ tạo ra sự khác biệt về cái dòng điện ở phía trước ở phía, áp phía sơ cấp và ra áp sơ cấp thứ cấp, và nó sẽ thay đổi cái điện áp là 22kV thành 380V đó trong này, và cái dòng điện sơ cấp thì nhỏ hơn dòng thứ cấp nha. Thì các bạn cứ lên mạng search công thức đi, nó sẽ ra được cái công thức chúng ta gọi á, nên nó dẫn tới hiện tượng thấy không, cái đồ cái sợi dây và sơ cấp vào nó có một sợi nhỏ thôi, nhưng mà thứ cấp ra nó là hai sợi rất là to hơn cái tiết diện của cái sợi vào luôn. Thì bởi vì
cái nguồn thứ cấp á, cái dòng nó lớn hơn rất nhiều với dòng sơ cấp, cho nên người ta phải làm cái tiết diện dây nó lớn. Và có một cái hay ở đây nữa là thấy đầu vào sơ cấp mình chỉ thấy có ba vào, có ba đầu vào thôi, và nó vào sự cái số sơ cấp rất là lớn, không to, rất to luôn, bởi vì cái áp nó lớn. Còn số bên thứ cấp nó nhỏ hơn nữa, không có món kẹo đen này nhỏ hơn này. Rồi phải không, ba cái mở tay quá, ba cái đầu vào sơ cấp thì đầu ra là bốn đầu ra thứ cấp luôn, bởi vì không nó có ba pha này, cộng thêm một cái pha mà trong cái máy áp nó sẽ biến đổi á, để tạo ra được dây nớt gọi là gì, tự nhiên mình đơ ta, dây trung tính, đúng không, dây trung tính, rồi tự nhiên bị đơ xíu bạn. Dây nớt dây trung tính á, nó có một sợi thôi, mình thấy màu xanh xanh không, cục xanh này, và nó chỉ có một sợi nhỏ rồi, và tiết diện của nó chỉ bằng khoảng là một nửa cái tiết diện của cái pha sơ cấp thôi, pha thứ cấp nha. Đó, biết sao không, bởi vì đối với dòng điện ba pha thì đối với cái nguồn điện ba pha thì cái dòng điện trên pha nớt có rất là nhỏ, đôi khi nó cũng sẽ bằng không. Và theo mà tính toán theo mà tiêu chuẩn của Việt Nam á, là người ta thiết kế là dây nớt dây trung tính sẽ bằng lớn hơn một gọi là từ một 0.5 bằng 0.5 của cái sợi dây pha luôn đó, cho nên mình thấy tiết diện có một nửa thôi là đạt tiêu chuẩn rồi nha, nên mình chúng ta không ý kiến nha. Và bạn lưu ý nha, đối với cái nguồn ba pha thì nó sẽ khác với một pha nha, dây một pha thì một nguồn vào bằng nguồn ra thì hai sợi dây đã bằng nhau, tiết diện dây pha phải bằng tiết diện dây nớt. Nhưng đối với ba pha là tiết diện dây nớt có thể rất là nhỏ cũng được, bởi vì nó sự triệt tiêu nhau dòng điện ở trên ba pha. Hơi chém gió nhiều quá thì các bạn tìm hiểu trên lý thuyết cho mình tới nha. Nó nhiều quá, đôi khi những bạn mà chưa biết về điện đó, thì nó lại lu bu. Mình xin dừng cái khúc chém gió lại tiếp. Rồi, thì khi mà đầu ra của sơ cấp á, đó thì kết nối với cái này là cái tủ điện. Quên, xin lỗi bạn nha, đây là cái đồng hồ điện, công tơ điện ba pha. Đây để mình cho bạn coi này. Đây, thấy không, ba pha này. Đây, đó. Thì để mình tính tiền để biết là nó điện tổng, tính tiền điện tổng khi mà điện lực cấp vào á, thì đồng hồ này là khi điện lực là theo tháng người ta sẽ tới kiểm tra trên này thì tính tiền điện nha các bạn. Rồi mình sẽ câu vòng đó xuống đây, cái đường dưới này bạn, đường dưới này nè, nó sẽ ra, thấy không, bốn ống ra, không xuống bốn ống này nó sẽ dẫn vào cái trong cái trạm điện của mình, đây phòng điện này của mình này đó. Thì trong phòng điện này á, nó sẽ có những cái CP để điều khiển các bạn điều khiển nha, thì có đầu vào điều khiển của cái CP tổng, đầu tiên tổng của chú này trước 750 này, KVA này đó, thì mình sẽ mở vô nha. Đây bạn mở vô nè, thì đây bởi vì ở hiện tại mình có hai cái trạm á, cho nên là sẽ có hai cái tủ, bên này tủ lớn này là cụ 750 KVA và tủ bên này là đang là 560 KVA nha bạn. Đó, hệ tủ này. Tủ điện nha. Đó. Tủ điện này. Tủ điện này hình có bốn cánh nha các bạn, thì mình sẽ nhìn sơ trước nha. Nhất là mình thấy không? Đây cho nó dễ gần này. Nó có ánh sáng đẹp này. Đó, mình thấy không? Nó có tín hiệu đèn này, pha này. Pha vào, đầu vào của cái lần pha trước cái CP tổng này, có một CP tổng của cái trạm 560 này nha bạn. Thì ba hàng đầu tiên này mình lấy in luôn này, in này, common này, indicator nè, đó là out nè, out in này, indicator nè. Thì mình nên xin lỗi nha, tiếng Anh mình hơi dốt cho nên đọc có thể nó âm nó sai nha. Thì đầu vào phía trước của cái chạm vào này, nguồn phía sau là phía sau của cái CB đó bạn, như CB này, bạn nói CB thôi, là trước CB là nó hiển thị ba đèn này ở trên, dưới CB nó hiển thị ba cái đèn dưới để mình phân biệt được là có mất pha hay không.
bắt pha hệ thống không? Bởi vì nếu mà ở trong điện nguồn 3 pha mình mất một pha là rất nguy hiểm như bạn, là thiết bị sẽ cháy và hư hỏng rất là lớn đó. Rồi tiếp theo ở dưới phía dưới là mình có cái đồng hồ này. Đồng hồ này để mình đo được cái áp của từng pha và áp của hai pha luôn. Giả sử như đây mình có on off này, off này. Mình gạt L1, L1 nớt nè, N nè. Thì đang mình đo lên một pha bạn nè. Thấy không? Nó sẽ có giá trị trên 222V nha, 222V nha bạn. Cái điện áp sẽ lớn hơn 220V. Bởi vì mình đang là ở khu công nghiệp nha bạn, chứ không phải hồi ở nhà nha. Lúc nào nó cũng lớn rồi đó. Rồi mình về off nghĩa là mình không đo, nó sẽ về không. Rồi mình sẽ đo được các từng pha mà, pha 1, pha 3 này, từng pha nhau này phải không? Còn 400 rồi đó. 400 này đó. Bạn lưu ý mình nha. Có một cái giá trị mình thường thấy á, là người ta nói là hai trạm biến áp biến đổi dòng biến đạo áp 22kV thành 380V. Nhưng mà đó là ở nhà mình thôi nha, ở nhà mình xài hộ dân thôi. Còn ở khu công nghiệp á thì cái điện áp của nó khác các bạn, nó sẽ dao động là từ 385kV 385V cho đến 4 ba người nhốt coi. Cho đến 405V nha bạn. Đó là áp trong tiêu chuẩn. Nhưng mà thường ở nhà máy á, người ta sẽ cho nó luôn nha, là lúc nào cũng sẽ lớn hơn 380V. Là nếu mà áp trong cái động khoảng 380V cho đến 405V là đạt như bạn. Còn dưới 385V có nghĩa là cái công suất của mình đang thiếu. Dưới cái giá trị đó thì khu công nghiệp có thể bị phạt mình đó nha. Vì mình phải buộc coffee cho họ vô, cái đó là cục coffee rồi nó mới xuống giá trị đó. Rồi ai ra một tay quá. Thì video này cũng hơi dài tí á, cho mình tạm mình cắt video này nha, để làm video số 2 nha bạn.